Làm bún canh ha. Bún canh nó không có màu trắng giống như mình tưởng tượng, cái này nó hơi đục đục chút xíu. Rồi trong bún canh thì có là bột gạo. Bột gạo này nha, là 400g bột gạo dạng này nè. Đó, 400g bột gạo. Với 100g bột mì. Bột mì mà dạng nào cũng được, nhưng mà không phải là bột mì để làm bánh mì nha. Bột mì để làm bánh gato, để làm bánh bông lan đó, 100g. Muối một chút. Rồi nước sôi. Cái nước thật là sôi nha. Là 500ml. Ok, 500ml nước thật sôi nha. Rồi mình cần là cái khuôn. Cái khuôn dạng này. Đó, khuôn ép. Không có khuôn thì có thể mình tự cán bánh rồi mình làm cái bún ra. Rồi cái máy là máy nhồi bột. Nếu như mình không có máy nhồi bột thì mình lấy cái máy đánh trứng này. Mà không có máy đánh trứng này luôn á thì mình làm bằng tay, thì mình quậy 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 làm bằng tay. Rồi cái khâu chuẩn bị là phải cần một cái thao nước là như vậy, thấy không? Có cái gỗ, cái thao, rồi với một cái nồi nước sôi để nấu nước sôi lên á. Rồi để coi thao tác ha. Lên với nước thì cái hành phi để trong đây nữa. Rồi với cái này là cái này ta học điều màu á. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life.